Xin chào tất cả các bác và anh em. Tiếp tục lên sóng với các bác nha, một con đầu âm ly kiêm giải mã giá rẻ của hãng Onkyo các bác nhá. Model của con này là con Onkyo FRX7. Em bán với các bác hai chức năng. Đó là chức năng chơi điện thoại máy tính và TV qua cổng 3.5 qua jack AUX và chức năng chơi giải mã digital qua cổng quang từ Smart TV xuống, và đồng thời làm giải mã DAC cho các thiết bị âm thanh thứ hai luôn. Đấy, hiện tại em test là test chức năng giải mã của nó anh em nhá. Đấy, còn anh em chơi điện thoại máy tính gì, anh em bật cho em đây YouTube, đây em sẽ bật một cái bản nhạc YouTube và em sẽ chuyển sang hệ test AUX. Anh em ấn vào nút input nhá. Đấy, con này nút bên trái nó hơi nặng, anh em ấn sang nút sang phải này, chuyển về chế độ là đây, chuyển về chế độ là live đây nhá, là chơi điện thoại này. Nói chung của con X7 thì tiếng bass nó rất là mạnh khỏe, rất là chắc. Đấy, cho anh em ghép các loa tầm bass 20 trở xuống nhá. Xin nhắc lại, bass 20 trở xuống anh em là chơi ok anh em nhá. Đấy, cái này vết bẩn nó thôi đây, đấy, bụi này. Đấy, anh em lau là sẽ sạch hơn. Đây, với cơ bản âm ly còn tương đối là đẹp. Đấy, mà trước đây, mà trên đây, cạnh nó đây, cạnh nó bị bụi bẩn đi nhá, đây này. Đấy, bị bụi bẩn thôi, anh em lau là sạch ngay. Một chút móp nhẹ chỗ này, anh chút chỉ tay nhá, để phía sau. Đấy, không hưởng gì cả. Được, cạnh bên này đây anh em nhá, còn tương đối là đẹp. Đấy, rồi em sẽ quay mặt sau cho các bạn mình cùng xem, và chỉ nếu các bạn mới chơi mình chưa nắm được cái cách cắm giáp thì mình xem luôn nhá. Đây, con này công suất của nó là 48W, công suất tiêu thụ điện anh em chú ý nhá, đây là công suất tiêu thụ điện. Đấy, chứ không phải có sẽ kéo loa nó. Để kéo được những cặp loa bass 20 trở xuống nó test rồi. Con này là made in Japan luôn anh em nhá. Đấy, có các cổng như cổng xúc điện này, đây cổng giải mã in, giải mã digital in này, bên này là cổng out này, bên này là các cổng in out ở bên analog này. Đấy, thì anh em chú ý ra cái cổng trên cùng, hàng đi cùng là trên điện thoại máy tính này. Ở hàng thứ hai là hàng xuất âm thanh ra, thứ ba cũng là trên điện thoại máy tính, thứ tư lại xuất âm thanh ra, và dưới cùng lại trên điện thoại máy tính nha anh em nhé. Đấy, chìa khóa con này hỗ trợ rất rộng, từ 4 đến 16 ohm luôn anh em nhé. Đây, từ 4 đến 16 ohm. Đấy, đấu rác đấu đúng màu, màu đỏ đen cho em để tránh trường hợp là nó ra tiếng bát nó không đẹp. Chỗ này gãy một cái nan ở phía sau anh em, nan tản nhiệt này. Đấy, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cả ở phía sau, và cái nan tản nhiệt nó nói chung nó gãy thêm thì nó càng thưa, nó càng mát, không vấn đề gì cả. Nó chỉ cái nan bảo vệ chứ không phải nan tản nhiệt các bác nhé. Nan bảo vệ hệ thống tản nhiệt phía sau, cho nên nó không ảnh hưởng lắm đến cái vấn đề về độ bền của âm ly. Đấy, con âm ly này thì em bán với các bạn và các anh em chơi, gọi là mình ghép các loa to, mình chưa có điều kiện mình mua các âm ly đắt tiền, mình mua về mình chơi tặng, hoặc anh em mua làm chơi làm giải mã cho Smart TV xuống cũng rất ok. Đấy, để ra cái âm ly mà mình không có giải mã thì rất ok. Con âm ly này em bán với giá máy trần mà chưa kèm phụ kiện thì con này em bán với giá là 850.000 bao ship cho các bác, 850.000 bao ship cho các bác. Đấy, còn nếu các bác mua phụ kiện đổ nguồn dây rác thì em sẽ tính thêm tiền riêng. Đấy, em bán âm ly 850.000, anh em chuyển đủ bao ship nhá, còn anh em chuyển cọc thì cọc trước cho em 200.000, còn nếu anh em chuyển cọc anh em trả tiền phí ship giúp em, còn các bác cứ chuyển đủ thì em sẽ bao ship cho các bác luôn. Mọi chi tiết hẹn là hàng anh em liên hệ với số Zalo của em là số 0975 575 262 các bác nhá. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác và anh em.